Ống nước tiểu trên tàu SpaceX bị rỉ trong chuyến du lịch không gian đầu tiên. Chuyến đưa 4 du khách vào không gian đầu tiên của hãng SpaceX dường như diễn ra suôn sẻ hồi tháng trước, nhưng có một vấn đề được giấu kín dưới sàn tàu vũ trụ. Vấn đề nói trên đến từ phòng vệ sinh của tàu vũ trụ Crew Dragon thuộc SpaceX. Một ống chứa nước tiểu từ phòng vệ sinh đã bị hở tại một vị trí nằm phía dưới sàn trong khoang hành khách của tàu Crew Dragon. Nước tiểu rỉ ra chảy vào một cái quạt, vốn được dùng để tạo ra lực hút cho phòng vệ sinh. Cái quạt sau đó làm nước tiểu văng khắp phần khoang tàu được giấu kín này. May mắn thay, nước tiểu đã không lan vào trong khoang phi hành và không ảnh hưởng đến 4 vị khách trong chuyến bay 3 ngày trên quỹ đạo trái đất trong sứ mệnh Inspiration 4. Chúng tôi đã thật sự không chú ý tới nó, phi hành đoàn thậm chí không chú ý tới nó cho đến khi tàu trở lại trái đất, đại diện SpaceX Bill Gerstenmayer cho hay trong một cuộc họp báo ngày 25 tháng 10. Khi con tàu trở lại, chúng tôi mới phát hiện có tình trạng nhiễm bẩn phía dưới sàn của Inspiration 4, ông nói. Tàu vũ trụ SpaceX hạ xuống biển, kết thúc thành công tour du lịch không gian đầu tiên. Vào tháng 9, tỷ phú Jared Isaacman, một trong 4 hành khách tham gia Inspiration 4, xác nhận đã có một vấn đề kỹ thuật liên quan chiếc quạt dành cho buồng vệ sinh đã gây ra báo động trong lúc Inspiration 4 đang ở trong quỹ đạo. Ông Isaacman không nói rõ họ đã giải quyết vấn đề như thế nào. Sau khi con tàu vũ trụ trở lại trái đất, các kỹ thuật viên SpaceX đã mở sàn của khoang hành khách để kiểm tra vấn đề của cái quạt. Đó là lúc họ phát hiện tình trạng nước tiểu bị rò rỉ. Giám đốc SpaceX, tỷ phú Elon Musk sau đó đã thông báo trên Twitter rằng hệ thống toilet đang được nâng cấp. Vẫn còn một tàu SpaceX bị rỉ nước tiểu. Một tàu vũ trụ Crew Dragon có cùng hệ thống thải gặp vấn đề hiện đang ở trên trạm không gian quốc tế ISS sau khi đưa 4 phi hành gia đến đây vào tháng 4. Theo ông Gerstenmayer, SpaceX đã đề nghị nhóm phi hành gia trên ISS kiểm tra và phát hiện ống nước tiểu cũng gặp tình trạng rỉ nước dưới sàn như trong nhiệm vụ Inspiration 4. Tuy nhiên, tác động lần này có thể nghiêm trọng hơn vì số nước tiểu rỉ ra nói trên có thể đã nằm trong tàu trong suốt 6 tháng qua. Nước tiểu của phi hành gia trên tàu Crew Dragon được pha với một chất gọi là ozon có tác dụng loại trừ ammoniac trong nước tiểu để không bám mùi trong tàu. Ozon lại có tác dụng ăn mòn. SpaceX đã làm thực nghiệm để kiểm tra xem hỗn hợp nước tiểu ozon có thể làm tổn hại tàu vũ trụ sau nhiều tháng hay không và chưa phát hiện thấy dấu hiệu ăn mòn nguy hiểm nào. Cũng may, cũng là ý định của chúng tôi là đã chọn một hợp kim nhôm đặc biệt chống ăn mòn, ông Gerstenmayer nói với tờ New York Times.